Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép át, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Trong lòng Lý Vân Tiêu lại nhắc lên sóng to gió lớn, trên đời lại có đồng thuật thần kỳ như thế. Vậy chẳng phải còn lợi hại hơn cả chân thực chi nhãn của hải hoàng nhất tộc rồi sao? Hắn kiềm chế kinh hãi trong lòng, cười lớn vài tiếng, nói Mục trinh đại nhân khen chật rồi, huyền khí và thần thông. Tại hạ quả thật có chút thủ đoạn, nhưng cũng không khoa trương như đại nhân nói đâu. sắc mặt mục trinh có chút hoài nghi, cặp mắt kia lần nữa hóa thành cho mông chi sắc trong ánh mắt đục ngầu chiếu dọi ra ngũ quang. hắn lạnh giọng nói: Ba kim hai tử tuyệt sẽ không sai. Từ khí trùng tiêu chính là dị tượng cao nhất mà diệu pháp linh mục của ta có thể nhìn thấy. Từ sau khi khi linh mục thành công, chưa bao giờ thấy qua. Tiểu tử, lão phu đối với huyền khí và thần thông của ngươi cảm thấy rất hứng thú đấy. Cho mông chi sắc trong mắt của hắn thoáng cái tản ra, khôi phục thành mình bóng người đột nhiên lóe lên liền biến mất tại chỗ trực tiếp xuất hiện trên ngọc thạch cực lớn mà lý vân tiêu đứng tuy rằng đứng ba người nhưng nó vẫn lộ ra rất rộng rãi dẫn ngôn cả kinh cảnh giác quát ngươi làm gì hả mục trinh khinh miệt nhìn hắn một cái khinh thường nói tu vị huyền khí thần thông tam quang là kim thân thể là hạt thần thức là lục tuy rằng chỉnh thể cũng không tệ lắm nhưng ở trong mắt lão phu cũng chỉ là cạn bã toàn thân dẫn ngôn chấn động lúc mục trinh nói chuyện liền có một cổ khí tức mênh mông khó có thể địch nổi vọt tới trực tiếp chấn áp hắn không cách nào nhúc nhích trên trán tuôn ra đầy mồ hôi lạnh sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt lý vân tiêu cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cười nói mục trinh đại nhân thật sự lấy lớn hiếp nhỏ như vậy sao tại hạ đối với diệu pháp linh mục của đại nhân cũng cảm thấy rất hứng thú đấy mục trinh hắc hắc cười cười nói dưới khí thế của lão phu còn có thể bình tĩnh như vậy ngươi quả thật không đơn giản nhưng lão phu thật sự rất muốn xem một chút huyền khí và thần thông tử khí trùng tiêu chi quang rốt cuộc bộ dạng thế nào Ấm ẩm ẩm không khí bốn phía thoáng cái nổ bung khí thế trên người mục trinh ngưng tụ cơ hồ muốn thực chất hóa hình thành một cổ cương phong chi trụ trực tiếp đánh tới trên người lý vân tiêu lý vân tiêu biến sắc trong mắt hiện lên vẻ giận dữ đối phương nói đánh là đánh không khỏi quá mức vô lễ và hung hăng càng quấy đi nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương người mục ra trong huyết mạch tựa hồ đã chảy xuôi theo loại tính cách nghiêu xoa này rồi bởi vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ thầm than một tiếng ai bảo mình bị loại nghiêu xoa này để ý đến chứ phanh đạo cương phong chi trụ kia trực tiếp đánh lên người lý vân tiêu lập tức đánh tan thân thể hắn thành vô số ánh sáng màu xanh, thoáng cái biến mất ở trước mắt. Ồ, là thanh lôi, Mục Trinh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mười trượng, một đoàn lôi quang lập lòe, trong đó ngưng ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, đang lạnh lùng nhìn vào hắn. Hắn nhếch miệng cười cười, nói, hắc hắc, thân hóa lôi đình chi thuật của Khương gia thành Hồng Nguyệt, đích thật là thần thông đỉnh tiêm, nhưng còn chưa đến mức tử khí trùng tiêu chi quang. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói, Mục Trinh, ngươi thật muốn động thủ với ta sao? trong ngữ khí của hắn mang theo nộ khí và uy hiếp nhàn nhạt, nhạt, từng vòng nguyên lực chấn động ra từ trên người khí chàng không ngừng tăng cường người bốn phía đều cả kinh lộ ra nghi ngờ tuy rằng bọn hắn không tin ngũ sắc chi quang của mục trinh nói nhưng vừa rồi một chiêu thân hóa lôi đình kia của lý vân tiêu vẫn khiến mọi người mắt sáng ngời vẻ khinh thị giảm đi không ít nơi này không nên động thủ đột nhiên một giọng nữ dễ nghe chuyển đến đúng là đoan mục thương nàng chẳng biết lúc nào thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh ngọc thạch trụ trong đôi mắt đẹp nhìn qua lý vân tiêu sệt qua một tia kinh ngạc à đúng vậy ngàn vạn đừng phá hủy tế đàn nơi này làm hư mất đại sự. Bắc Minh Nguyên Hải cũng lóe thân ảnh lên chỉ một sát na đã xuất hiện trên ngọc thạch trụ cũng hơi kinh dị nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu. Mục Trinh trầm mặc thoáng một phát nhân tiện nói tốt nhưng tiểu tử ngươi đừng đi ta nhất định muốn biết rõ ràng từ khí trùng tiêu là chuyện gì xảy ra. gương mặt Lý Vân Tiêu run rẩy thoáng một phát trong mắt chớp động vẻ giận dữ nhưng nghĩ lại một hồi lửa giận liền tiêu tán khôi phục bình tĩnh như thường. Đoan Mục Thương nói diệu pháp linh mục mà Mục Trinh đại nhân tu luyện chính là tiểu truyền luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục sao mục trinh cả kinh nói thương tiểu thư cũng biết thuật này sao đôi mắt đoan mục thương lóe lên rốt cục lộ ra kinh hãi nói thiếp thân chỉ tùy ý suy đoán không nghĩ vậy mà là thật thuật này đã vượt ra khỏi phạm trù cửu giai quả thật là thần kỹ cái gì người chung quanh đều kinh hãi lộ ra vẻ kinh ngạc à? tất cả mọi người đều là cường giả võ đế cảnh giới cửu thiên tự nhiên minh bạch cái gọi là thần kỹ là thế nào sắc mặt bắc minh nguyên hải cũng đại biến trong mắt chừng lớn trong mắt hào quang lập lòe bất định. Lý Vân Tiêu cũng chấn động trong lòng, trong đầu phi tốc suy tư, tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục, cái tên này tựa hồ từng nghe qua, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra nổi. Ha ha, Mục Trinh cảm nhận được vẻ giật mình và kinh ngạc của mọi người, đắc ý cười ha hả, một bên vuốt vuốt tròm râu, một bên khiêm tốn nói, thương tiểu thư quả nhiên bác học cổ kim, thuật này xác thực là thập phương thần kỹ, bất quá, hắn thành thành thật thật nói, bất quá lão phu cũng không nắm giữ toàn bộ, chỉ tu luyện được tàn thuật mà thôi, cách tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục chính thức còn khá xa. Thì ra là thế, Đoan Mục Thương thở dài nói, đáng tiếc. Sắc mặt Mục Trinh biến hóa, ngạo nghễ nói, tuy rằng là tàn thuật, nhưng cũng là có một không hai thiên hạ rồi. Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyến, tên này tựa như sợ mọi người không biết hắn lợi hại vậy, chỉ còn kém trực tiếp ghi lên mặt mấy chữ lão tử rất lợi hại thôi. Đoan Mục Thương nói, quả thật, mặc dù là tàn thuật, đó cũng là lợi hại đến cực điểm, nội tình và thực lực mục gia không thể coi thường được hắc hắc mục trinh nghe được tán dương lập tức mặt mày trở nên hớn hở bắc minh nguyên hải lúc này mới thăm dò tính nết người này cũng cười khen lão phu hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt rồi nếu các hạ không chê tùy thời hoan nghênh đến bắc minh thế gia làm khách tất nhiên sẽ nhiệt tình khoản đãi ha ha dễ nói dễ nói mục trinh cười không ngậm miệng được nghiễm nhiên cảm giác mình đã thể hiện được thể diện phong thái mục gia vui đến quên cả trời đất người bốn phía đều có chút im lặng chỉ cảm thấy người này thần thông lợi hại nhưng đầu óc ngu si, cũng không phải nhân vật khó chơi gì, chỉ cần động động môi là có thể chế trụ. Đoan Mộc Thương lúc này mới rời ánh mắt Lý Vân Tiêu lên trên không trung, nói, thân phận các hạ ta cũng có chút tò mò, tuy rằng trong lòng có điều suy đoán, lại không dám khẳng định. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, thân phận của ta chẳng có gì lạ, thương đại nhân vẫn nên dùng tâm tư và tinh lực đặt trên những tế đàn này đi. Tương truyền thuật bói toán của Đoan Mộc thế gia thiên hạ vô song, có thể xuyên qua thời không hồng lưu, nhìn xem tương lai, chẳng lẽ ngay cả quái dị ở nơi này cũng không tính ra sao? Vậy thì lời đồn cũng quá khoa trương rồi. Trong lòng mọi người dùng mình có chút giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, vậy mà nói chuyện với Đoan Mộc Thương như vậy. Phải biết rằng Đoan Mộc thế gia gần đây vô cùng thần bí, ngoại nhân hiểu biết về họ rất ít, mặc dù là bảy đại siêu cấp thế lực, đối với Đoan Mộc thế gia cũng không hiểu bao nhiêu. Duy nhất biết được chính là thế gia này có thân thông rất mạnh, hơn nữa trong đó Đoan Mộc Hữu Ngọc còn là một trong thập đại phong hào võ đế nữa. Đoan Mộc Thương cũng không tức giận, thản nhiên nói, ngoại giới đồn đãi tuy nhiều chỗ khuếch đại, hơn nữa thuật bói toán chính là nghịch thiên mà đi nhất định phải chịu thiên phạt mặc dù là chúng ta mỗi lần nhìn xem thiên vận cũng phải cẩn thận từng ly từng tí tuyệt không dám mạo hiểm nhìn nhiều trong mắt lý vân tiêu nổi lên một tia rung động nghĩ đến mẫu thân thủy tiên vợ hải hoàng ba long cũng chính vì nhìn xem thiên vận mà mất hết sinh cơ phải dựa vào một chiếc thất tinh đăng để giữ mệnh tiếng thở dài của thái thúc tà đình truyền đến nói đại đạo bao la bát ngát người như con sâu cái kiến thiên số vô tận ai có thể dòm tận ai lại dám dòm tận Mọi người thoáng cái bắt đầu trầm mặc, không khí dưới những lời này tựa hồ trở nên có chút áp lực. Bọn hắn đều là cường giả đương thời, có thể bước vào cảnh giới Cửu Thiên Võ Đế, đều thân có các loại cơ duyên, thiên phú, nghị lực, như đối mặt với võ đạo xa xôi, vẫn không khỏi cảm khái vạn phần. Bắc Minh Nguyên Hải cũng xúc động tiếng lòng, đối với võ đế cửu tinh như bọn hắn mà nói, càng cảm xúc sâu đậm. Tức thứ nhất trong thiên ngoại tam thức chính là ta sinh có nhai, mà đạo vô bờ. Trong lòng Lý Vân Tiêu càng chấn động, một chữ dám kia khiến tim hắn chợt đập nhanh không hiểu. Hàn nhớ tới chuyện ma ha cổ thần mà hải hoàng kể tam thiên đại đạo ngưng tụ thành văn tự bị thế giới không dung cuối cùng nhất bị đánh tan thành mây khói đoan mục thương cười cười nói ngô lệnh hi hòa nhị tiết hề vọng yêm tư nhi vật bách lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề ngô tương thượng hạ nhi cầu tác thái thúc tà đình cười nói thương đại nhân tâm tính lạc quan trí tồn cao xa chính là mẫu mực đời ta đoan mục thương khẽ cười nói tà đình đại nhân diễu cợt đại nhân đi dạo một vòng có phát hiện được gì không thái thúc tà đình thoáng cái thu lại dáng cười ngưng giọng nói thật có chút cổ quái nơi đây tựa hồ có dấu vết không gian trọng điệp đôi mắt lý vân tiêu ngưng tụ xẹt qua một tia kinh hãi đoan mộc thương cũng sững sờ bộ dáng lập tức có chút giật mình nói không gian trọng điệp nếu thật sự là như thế vậy chuyện có người bỏ mình nhưng không thấy thi thể cũng đã giải thích thông rồi bắc minh nguyên hải cả kinh nói ý của đại nhân là những người chết đi kia đã bị đẩy vào trong một không gian khác nói như vậy nơi đây quả thật có vật còn sống sao người khắp nơi đều sợ hãi không khỏi đều tụng tới trên tế đàn, tựa hồ như vậy mới có thể yên tâm hơn. Thái Thúc Tà Đình trầm tư nói, ta cũng thật không dám nói nhiều, dù sao điệp ra không gian chính là trận thuật cực cao, tuy rằng lão phu cũng chỉ miễn cưỡng làm được, nhưng khiến loại trận thế cực độ phức tạp, hơn nữa tiêu hao cực lớn này duy trì vài vạn năm bất diệt, hắc hắc, sợ rằng vương tọa đằng quang cũng không thể làm được. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói ra, nếu có vật còn sống, ở đây vài vạn năm không ngừng giữ gìn trận này thì sao? Cái này, dường như có thể thái thúc tà đình sừng sốt một chút lập tức sắc mặt cổ quái nói còn có vật còn sống gì có thể sống đến vài vạn năm không chết chứ lý vân tiêu nói loại vật còn sống này chưa hẳn đã là người sống thật sự đoan mục thương xoay chuyển đôi mắt nói vân thiếu có phải đã biết chút gì không lý vân tiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói thương đại nhân quả nhiên đoán được thân phận ta ta quả thật đã gặp được ít thứ cái gì tất cả mọi người kinh hãi thoáng cái đều hội tụ ánh mắt lên trên người hắn lý vân tiêu không nhanh không chậm nói ra chuyện trước kia đến chuyện mình thi triển thần thông một chiêu diệt sạch những hủ thi kia thì nói đơn giản thành dùng võ kỹ hỏa hệ chém chết, nói, những hủ thi kia vạn đao bất diệt, nhưng hẳn là bị lửa khắc chế. Lại có việc này, Bắc Minh Nguyên Hải cả kinh nói, trước kia quả thật có chuyện linh bài của Bạch Tử Phong bị nghiền nát. Hắn có chút trợn mắt nhìn, quát, chuyện trọng yếu như thế, vì sao không nói sớm? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói, không hiểu thấu, vì sao phải nói với ngươi? Hừ, trên đời này thật sự là người ngại mạng lớn trong hai mắt bắc minh nguyên hải tuôn ra lệ mang thoáng cái bắn ra sát ý đừng tưởng rằng có thương đại nhân ở đây thì ta sẽ không giết người tiêu hạo đột nhiên cả kinh đột nhiên gọi to a à, hắn hắn là lý vân tiêu trong thanh âm mang theo khiếp sợ và hoảng sợ tột độ lý vân tiêu lý vân tiêu tất cả mọi người đột nhiên ngất lịm rốt cục phản ứng lại thiên tài đệ nhất thiên hạ bị truyền đi vô cùng kỳ diệu thực lực nghịch thiên cường hoành tính cách hung hăng càn quấy vô biên kia sao mục trinh cả kinh nói thì ra ngươi chính là lý vân tiêu hắn trước khi rời khỏi mục gia cũng đã nghe qua chuyện về lý vân tiêu không khỏi lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa dẫn ngôn kinh hãi nội tâm dâng lên cảm xúc giật mình khó trách mình và đối phương lại kém nhau lớn như thế nổi danh không phải hư sĩ hừ lý vân tiêu hừ nhẹ một tiếng nói sao nguyên một đám đều lộ ra gương mặt giống như biết ta vậy thật có lỗi ta cũng không nhận ra các ngươi đồng tử bắc minh nguyên hải đột nhiên co lại quát thì ra lý vân tiêu chính là ngươi thật sự là được đến toàn bộ không ủng phí công phu hắn nắm chặt năm ngón tay tiết xương cốt vang lên răng rắc bốn phía nắm đấm hiện ra một tầng băng vân nhàn nhạt, nhạt, không gian co rụt lại đều sập xuống băng vân kia kéo ra vô số nếp gấp ẩn chứa một tia hắc tuyến khủng bố vậy người bên người bắc minh nguyên hải thân thể đều tựa hồ như bắt đầu biến hình mọi người bắc minh thế ra không khỏi lui về sau tiêu hạo cả kinh nói nguyên hải đại nhân chính có kẻ này để ta bắt là được không cần đại nhân tự mình động thủ bắc minh nguyên hải lạnh lùng nói không có thời gian ta trước bắt lấy kẻ này do ngươi áp tải về bắc minh huyền cung Chuyện nơi này ngươi cũng không cần tham dự. Tiêu Hạo sững sờ, trong mắt hiện lên một tia thần sắc tức giận, chuyện cơ duyên vốn hư vô mờ mịt, cực kỳ khó cầu, dĩ nhiên lại phải bỏ qua. Hắn oán độc Trừng Lý Vân Tiêu, nhưng không có cách nào, chỉ có thể ứng tiếng nói, "Vâng." Đoan Mục Thương cả kinh nói, "Nguyên Hải đại nhân." Bắc Minh Nguyên Hải lạnh lùng nói, "Thương đại nhân không cần nhiều lời, người này ta thế tất phải bắt." Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động vẻ âm lãnh, "Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là muốn ăn chút đau khổ mới thúc thủ chịu trói đây?" Lý Vân Tiêu cười nói, có lựa chọn thứ ba không? Ví dụ như mọi người coi như không biết nhau, tiếp tục cùng nhau vui vẻ. Hừ, lão phu không thích người miệng lưỡi trơn chu, xem ra ngươi là muốn ăn chút đau khổ rồi, người trẻ tuổi đau khổ nhiều một chút cũng tốt. Bắc Minh Nguyên Hải biến sắc, khẽ quát một tiếng, trực tiếp giơ nắm đấm lên. Vòng băng vân nhàn nhạt, nhạt, kia nhiễm nhiễm bay lên, bỗng nhiên hóa khai, thoáng một phát chiếu cả mái vòm thành băng sắc, băng hóa ngọc thủy. Ánh mắt Bắc Minh Nguyên Hải ngưng lại, trên quyền phong bay lên vô số thủy sắc phù văn, thoáng cái xoay tròn bốn phía cánh tay đánh ra một quyền oanh trên bầu trời vô số thanh âm nghiền nát vang lên phảng phất sông băng nứt vụn tiếng ầm ầm lọt vào tai mọi người sắc mặt đều đại biến tầng băng vân cực lớn trên trời cao thoáng cái bị đánh rách tả tơi ánh sáng lập tức tối lại chỉ thấy một đạo thủy quang vô hình hóa thành rồng cuốn chi trụ đánh tới lý vân tiêu bắc minh nguyên hải mặt không đổi sắc từng đạo hoa chỉ tỏa ra từ trên người hắn lại một tay bấm niệm pháp quyết quát khẽ thủy vân như nhíu đầy trời ngưng tụ vô số băng tinh đều chờ mình quay tới như tuyết lở sụp xuống trên người Lý Vân Tiêu. Mọi người lộ ra vẻ mặt, ánh mắt nhìn qua, Lý Vân Tiêu lập tức đã bị băng vân kia thôn phệ, không khỏi lộ ra thần sắc. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng cả kinh, lập tức đã lâm vào vòng xoáy lực lượng khổng lồ, không thể tưởng được Bắc Minh Nguyên Hải vừa ra tay đã ngoan lệ như thế. Hai chiêu băng hóa ngọc thủy và thủy vân như nhứ này kỳ thực là một chiêu băng hóa ngọc thủy vân như nhứ. Bắc Minh Nguyên Hải là sợ hắn một chiêu cũng không gánh được đã bỏ mạng, lúc này mới tách ra thi triển, khiến uy lực giảm đi đôi chút nguyên hải đại nhân cũng quá để mắt ta rồi vừa ra tay đã là ngoan chiêu như thế không sợ mất phong độ sao ở trung tâm băng vân kia trong thủy quang xoay tròn truyền đến thanh âm lý vân tiêu cái gì tất cả mọi người trong lòng kinh hãi tuy rằng đã lường trước kẻ này không dễ dàng chết như vậy nhưng thanh âm lại cực kỳ khí phách phảng phất thành thạo bắc minh nguyên hải ngưng tụ ánh mắt sắc mặt thoáng cái chìm xuống sau đó một đạo kim quang từ trong tầng băng tách ra phát ra cường quang khiến người trói mắt như một đóa liên hoa đua nở ở sâu trong vân hải ầm ầm toàn bộ tầng băng dùng vòng xoáy thủy vân làm trung tâm lập tức sụp đổ thủy vân chi lực lại vừa vặn trái lại dưới cương phong lực liền trở nên càng thêm mãnh liệt chỉ có điều phương hướng xoay chuyển đánh lên tới vòng trời không tốt mấy người đều khẽ hô lên trên mặt lộ ra kinh hãi vòng xoáy cột nước kia mượn cương phong lực như một đạo thăng long sông mạnh lên mái vòm ẩm ẩm không gian cự chiến một mảnh đất rung núi chuyển các loại hòn đá cực lớn rơi xuống toàn bộ quạng mỏ đều lún xuống đáng chết bắc minh nguyên hải cũng kinh sợ không thôi mảnh không gian này ở trong sơn mạch lưỡng giới sơn trên không bọn hắn chính là sát ngoài sơn mạch lúc hắn ra tay cũng đã suy tính đến tính an toàn ở nơi này nhưng không nghĩ đến lại bị lý vân tiêu tá lực đả lực không chỉ xảo rượu dẫn lên mái vòm hơn nữa uy lực tựa hồ cũng gia tăng gấp mấy lần trong mắt đoan mục thương hiện lên vẻ trách cứ nói nguyên hải đại nhân kính xin mọi người cùng nhau ra tay bố súng một đạo kết giới bao lại phiến phạm vi này bắc minh nguyên hải ngoan lệ quét qua lý vân tiêu lúc này mới nói tốt lão phu liền tạm thời buông tha tiểu tử này hắn cao giọng quát nói tất cả mọi người đồng loạt ra tay bảo vệ phiến tế đàn này ngoại trừ người bắc minh thế ra nguyên một đám vận chuyển nguyên công chuẩn bị ra tay ra người còn lại sắc mặt đều lạnh như bằng căn bản thờ ơ tất cả mọi người tâm tư đều giống nhau đây là chuyện ngươi làm ra dựa vào cái gì muốn mọi người cùng nhau chống chứ sắc mặt bắc minh nguyên hải trầm xuống tuôn ra nộ khí hai mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua mọi nơi tất cả người tiếp xúc ánh mắt của hắn đều vội vàng quay mặt đi căn bản không rãnh để ý tới hắc hắc Tại Hạ Độc Lai độc vãng đã quen, không có thói quen nghe mệnh người khác. Ánh mắt Bắc Minh Nguyên Hải rơi vào một gã lão giả mang trường bào rộng màu đỏ, lão giả kia không tránh không lùi, chỉ là khóe miệng cong lại một chút, mang theo cười lạnh nói. Ánh mắt Lý Vân Tiêu cũng ngưng tụ, lão giả kia hắn cũng nhận ra, đúng là Tất Hạo Đãng đã gặp qua ở đấu giá hội thành Tân Duyên. Trước kia đều không phát giác ra người này, chắc là vừa mới tiến đến không lâu. Tiêu Hạo cũng tựa hồ thoáng cái nhận ra Tất Hạo Đãng, vội vàng nói nhỏ bên tai Bắc Minh Nguyên Hải thần sắc trong mắt bắc minh nguyên hải trở nên càng thêm âm độc nhìn chằm chằm vào tất hạo đãng lóe ra sát ý vô cùng dày đặc giờ phút này mái vòng còn đang không ngừng nứt vỡ mảng lớn hòn đá nhao nhao rơi xuống không chỉ có thế chịu một kích chấn động trước kia dường như đã làm bị thương đến sơn thể địa mạch bốn phía giống như thật sự sắp lở núi vậy ánh mắt đoan một thương lộ ra kinh hãi lớn tiếng nói một khi nơi đây bị hủy ai cũng không chiếm được chỗ tốt thiếp thân có một đạo đại địa chi phù có thể chống ra một mảnh kết giới chỉ cần mọi người lực tẫn biên lực là được Thái Thúc Tà Đình nói, đại địa chi phù quả thật có thể chấn sông núi, chỉ cần dùng kinh lực giữ cho phù quang bất diệt là được, thương đại nhân thỉnh tế ra đi. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ủng hộ, không ngừng gật đầu. Đoan mục Thương lúc này mới khẽ bấm ngọc thủ, một đạo phù triện màu vàng bay ra khỏi tay nàng, phiêu đãng trên không trung. Sau đó hai tay nàng không ngừng biến ảo quyết ấn, phù triện kia vụt thoáng một phát phát ra hào quang vạn trượng, lập tức ngưng ra một cái kết giới mái vòm hình nửa vòng tròn, có đến mấy trăm mẫu, từ trên trời rơi xuống. Kết giới kia chật lóe lên rồi biến mất, trực tiếp biến mất ở bốn phía nhưng toàn bộ quặng mỏ thoáng cái trở nên chấn định lại loại cảm giác sụp đổ kia cũng biến mất phù triện màu vàng vẫn phiêu đãng trên không trung hào quang trên đó lóe lên tựa hồ có chút không duy trì nổi nữa thái thúc tà đình lớn tiếng nói mọi người cùng nhau ra tay mỗi người chỉ cần cống hiến ra không đến nửa thành lực lượng là đủ rồi hắn đầu tiên đánh ra một đạo linh quyết mang theo nguyên lực bành trướng thoáng cái bay vào trong hoàng phù kia lập tức ánh sáng màu vàng thoáng một phát trở sáng lên các loại đường nét phù văn trên đó đều có thể thấy được rõ ràng Đúng lúc này rồi, mọi người cũng không có ý đứng nhìn nữa. Còn nữa, non nửa thành lực lượng, chỉ cần mấy canh giờ là có thể khôi phục, nếu phục dụng một ít đan dược thì một nén nhang cũng đủ rồi. Lập tức mấy chục đạo linh quyết bay lên trời, đều bay vào trong hoàng phủ, lập tức phù triển trở nên hào quang vạn trượng, thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa, ẩn vào hư không. Tầng nham thạch trên mái vòng còn đang không ngừng dẫn nứt sụp đổ, nhưng sơn thể bốn phía đã vững chắc, chỉ là mấy tầng nham thạch tan vỡ, cũng không ảnh hưởng an toàn, không ngừng có cự thạch rơi xuống nhưng vừa chạm vào kết giới chi lực, không trung đã xuất hiện ánh sáng màu vàng tản ra, bị chấn thành bột mịn. Trên trăm mẫu đất bằng đã hội tụ hơn một ngàn võ giả, theo đất dung núi chuyển, đều đang không bay lên, nguyên một đám nhìn khe núi sụp đổ, chật lộ ra kinh hãi. Tạm thời không ngại nữa, Nguyên Hải đại nhân, hy vọng có bất kỳ ân oán nào đợi sau khi chuyện này chấm dứt lại nói sau. Đoan Mộc Thương hơi trách cứ nhìn qua Bắc Minh Nguyên Hải, trong giọng nói tựa hồ có loại khí thế không thể hoài nghi. Trong mắt Bắc Minh Nguyên Hải xẹt qua một tia kinh hãi, liền khôi phục như thường, hai tay ôm ở trước ngực, nói, tốt, nếu thương đại nhân đã lên tiếng, vậy mặt mũi này tự nhiên ta phải bán. Đoàn mục thương chuyển động ánh mắt khắp mọi nơi, nói, người còn lại cũng vậy, hy vọng mọi người hết sức khắc chế. Mục trinh đột nhiên ngửa đầu nhìn lại, trong mắt một mảnh màu xám mông mông, nói, dị tượng xuất hiện. Mọi người chấn động toàn thân, đều ngẩng đầu nhìn lên trời, ngoại trừ tầng nham thạch tiếp tục sụp đổ ra, căn bản không thấy bất cứ thứ gì cả. Tất cả mọi người đều hâm mộ ghen ghét hận nhìn qua Mục Trinh, biết rõ hắn tu luyện diệu pháp linh mục, bởi vậy mới có thể nhìn thấu được. Thái Thúc Tà Đình nói, đại địa chi phù đã ổn định sơn thể địa mạch, tầng nham thạch này không bằng trực tiếp đánh nát đi. Đoan Mục Thương nói, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, trực tiếp phá ra lỗ hổng để mọi người có thể trông thấy dị tượng là được. Bắc Minh Nguyên Hải nói, "Phương Sử." "Vâng." Phương Sử lập tức hiểu ý, đi ra khỏi sau lưng Bắc Minh Nguyên Hải, hai tay từ phía sau xuất ra, một đạo ngân quang chớp động, liền nắm một cây ngân thương hào quang lập loè trong tay. Thương thế hợp lại, một mảnh ngân hoa xẹt qua ngang trời dầm 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 phiến ngân hoa chi quang kia biến thành vô số thương ảnh mỗi một đạo đều trực tiếp xuyên thấu tầng nham thạch bắn ra bầu trời bên ngoài mấy ngàn võ giả bên ngoài đều xôn xao và kinh hãi thoáng cái oanh tản ra tầng nham thạch lúc này lúc xuất hiện trên trăm cái động nhãn toàn bộ vòng trời nhìn cái đã thấy hết toàn bộ chỉ thấy dưới trời sao hồng ngây nhấp nhô ánh sáng tím hiện ra ngôi sao sáng lạn muôn hình vạn trạng đây là không ít người lần đầu thấy dị tượng như vậy đều nhao, nhao ngạc nhiên bắc minh nguyên hải nói cảnh tượng mênh mông như thế khiến cho người bành trướng nhưng kỳ quái chính là chỉ ở giữa phiến khe núi này mới có thể trông thấy vừa ra núi này ngay cả dị cảnh cũng không có thái thúc tà đình nói nếu nói thế vậy phiến dị tượng này đích thật là do tế đàn gây ra những chỗ dị tượng cũng đích thật là huyền quy tinh vực mọi người ngưng mắt nhìn lại chỗ phiến dị tượng kia bay lên dưới trời sao sáng chói nhất mơ hồ có thể thấy được một đầu quy ảnh cực lớn mục trinh nói kết hợp với lời lý vân tiêu nói xem ra trong tế đàn có chút gì đó không bằng mở ra một cái xem thử. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, đều không thể phán đoán được. Lý Vân Tiêu nói, bây giờ là giờ tuất, cách giờ tí tương đại nhân nói chỉ còn hai canh giờ, ta đề nghị chờ đợi. Một gã lão giả hừ lạnh nói, hiện giờ quan sát, dị tượng nguy hiểm nơi này có trời mới biết hai canh giờ sau là phúc hay họa. Hiện giờ mở ra một cái tế đàn, có lẽ có thể đạt được không ít tin tức, đến lúc đó nếu như là họa thì cũng có thể nghĩ cách ứng đối. Lời này của hắn lập tức khiến không ít người cộng minh. Đoan Mộc Thương nói, ta vẫn đồng ý với lời vân thiếu nói dị tượng điềm lành như vậy hơn phân nửa không phải chuyện gì xấu hơn nữa trên quẻ có nói là cơ duyên buông xuống về phần phúc họa phải xem số mệnh cá nhân rồi nếu hiện giờ mạo muội hủy hoại tế đàn dẫn tới thiên số thay đổi vậy thì thật sự phúc họa khó liệu rồi đúng vậy thương đại nhân nói như vậy rất có lý ánh mắt bắc minh nguyên hải lạnh lùng quét qua khinh miệt nói ai sợ thì đi về đứng ở dưới đi nhảy, mạnh lên ai sợ thì đi không về có. không ít người biến sắc lão giả lên tiếng trước kia trầm tư thoáng một phát ôm quyền nói theo lão phu phán đoán nơi này là hung không phải cát nếu chư vị đã khư khư cố chấp vậy lão phu cũng không phụng bồi nữa hắn quay người lại liên hóa thành một đạo quang mang rời đi mọi người nhìn qua độn quang kia có trầm tư có trà phúng nhưng đa số là lạnh lùng nhìn không ra biểu hiện trên mặt tất hạo đãng lạnh lùng cười cười nói ở đây ai mà không từ trong vô số sinh tử giết ra chứ vì cầu một đường kỳ ngộ tấn cấp đã bị chết không biết bao nhiêu lần rồi há sẽ để ý lần này tất cả mọi người biến sắc lời này tựa hồ làm ra tác dụng kích thích những người tâm thần bất định rốt cục đã ổn định lại lý vân tiêu đột nhiên biến sắc hai con người ngưng tụ nhìn về hướng lão giả kia bỏ chạy sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt chỉ thấy thái thúc tà đình đang nhìn hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc nói vân tiêu công tử cũng đã nhận ra sao lý vân tiêu gật đầu nói ta lúc trước đã trải qua một lần tự nhiên tương đối mẫn cảm thái thúc tà đình nói công tử quá khiêm nhượng sắc mặt hắn ngưng trọng nói người rời đi vừa rồi đã bị không gian trọng điệp hút vào rồi. Cái gì? Mọi người thoáng cái khiếp sợ, không ít người cả kinh nói, không phải đã đi rồi sao? Ta rõ ràng thấy độn quang hắn biến mất mà. Thái thúc tà đình nói, người nọ là độn tới vùng biên giới nhất của tế đàn liền thoáng cái biến mất. Rất bí ẩn, ta trước kia cũng không dám xác định, nhưng Vân Thiếu cũng cảm thấy, có lẽ không sai. Lý Vân Tiêu nói, người nọ hiện giờ có lẽ đang gặp công kích, có thể sống sót hay không phải xem thực lực hắn rồi. Sắc mặt dẫn ngôn hơi trắng bệch, nói, người nọ chỉ có thực lực võ đế tứ tinh theo những gì chúng ta gặp lúc trước hơn phân nửa là không sống được rồi bắc minh nguyên hải chụp một cái tới đài án mấy chục đạo linh bài đều bay lên tất cả đều lơ lửng giữa không trung kết đột nhiên một đạo linh bài nổ bung một cái tên trên đó bỗng nhiên rạn nứt linh khí hoàn toàn biến mất mọi người đều biến sắc thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi quả nhiên chết rồi bắc minh nguyên hải có chút gật đầu lộ ra nụ cười âm lãnh nếu còn ai sợ chết thì có thể rời đi hắc hắc phong cách phong cách Tất cả mọi người sắc mặt hơi trắng bệch, không người lên tiếng. Đoan Mục Thương nói, mọi người không cần sợ hãi, khu vực này dù có đáng sợ thế nào, cũng là do con người bố trí xuống. Hợp lực của mọi người ở đây, trong thiên hạ thật sự khó tìm địch thủ. Sợ hãi đều do không biết, đợi sau khi tất cả đều sáng tỏ rồi thì không có gì phải sợ nữa. Mục Trinh cũng nói, đúng vậy, nghe Vân Thiếu nói như vậy, khống chế thi thể là một loại hủ thi trùng, cái này cũng khiến cho lão phu nhớ tới một loại không thi thuật, sử dụng chính là thi cổ. Thi cổ? Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói ý mục trinh đại nhân là những hủ thi kia là có một người ở phía sau màn điều khiển toàn bộ sao mục trinh nói ngay từ đầu nhất định là như vậy nhưng lão phu cũng không cho rằng có người có thể sống ở chỗ này hơn mấy vạn năm cho nên những thi cổ kia hiện giờ nhất định là tồn tại vô ý thức chỉ công kích tùy ý và chiếm cứ thân thể người thôi thái thúc Tà đình nói mục trinh đại nhân không khỏi quá lạc quan rồi vô luận như thế nào cũng không thể chủ quan nhưng cũng không cần quá mức sợ hãi đoan mục thương nói đúng là như thế tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút cho tốt đi giờ tí sắp tới rồi nói xong nàng liền nhắm hai mắt lại sừng sững trên khâu trung bất động trên người thả ra một vầng sáng lộ ra đoan trang mà thần thánh mọi người cũng đều an tĩnh lại bắt đầu điều tức dưới tinh không huyền diệu một mảnh tế đàn màu sắc cổ xưa không gian yên lặng cho người một loại cảm giác an tường vừa rồi sau khi mái vòm rung mạnh thỉnh thoảng có võ giả từ bên ngoài bay tới đều thoáng giật mình nguyên một đám vây quanh ở bốn phía mọi người cũng giữ im lặng lý vân tiêu mới vừa vào định đã có một đạo mật âm tinh tế lọt vào tai đúng là thanh âm mục trinh hắn nói vân thiếu có nắm chắc an toàn rời đi từ trong tay người bắc minh huyền cung không lý vân tiêu có chút mở mắt ra chỉ thấy hai mắt mục trinh nhắm nghiền bờ môi không động hiển nhiên là một loại truyền âm nhập mật hết sức lợi hại hắn kỳ quái nói đại nhân đây là ý gì mục trinh cười hắc hắc nói lão phu là muốn làm một bút giao dịch với vân thiếu lý vân tiêu cười khổ nói đại nhân còn băn khoăn tử khí trùng tiêu gì đó à chắc là diệu pháp linh mục của đại nhân vẫn chưa luyện thành nên sinh ra một ít sai lệch hừ diệu pháp linh mục của lão phu tuyệt sẽ không sai mục trinh hơi không thoải mái khẽ nói bất quá giao dịch giữa lão phu và vân thiếu lại là hai chuyện khác lý vân tiêu không khỏi kỳ quái mình còn có thứ gì khiến hắn kỳ quái chứ hơn nữa còn là hai mục trinh nói những hủ thi trùng trước kia vân thiếu nói lão phu nhớ tới một vật tên là thi lễ chính là một loại linh trùng dị thường lợi hại không những có thể không thi hơn nữa tính công kích bản thân rất mạnh cơ hồ không có khuyết điểm ta hy vọng vân thiếu giúp ta thu phục trùng này lý vân tiêu khó hiểu nói thực lực mục trinh đại nhân hơn xa ta hơn nữa cho dù muốn tìm giúp đỡ thương đại nhân và tà đình đại nhân cũng thực lực phi thường bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất hắc hắc bọn hắn không được mục trinh nói ta vừa mới nói trùng này cơ hồ không có khuyết điểm ngũ hành không tổn thương văn thiếu có thể dùng hỏa kỹ diệt sát trùng này ngọn lửa kia tất nhiên không giống bình thường nếu ta không đoán sai thì hỏa hệ thần thông của Vân thiếu chính là thuật pháp dẫn phát từ khí trùng tiêu kia lý vân tiêu hơi kinh thầm nghĩ mục trinh này quả nhiên không đơn giản nhân tiện nói Việc này cho ta cân nhắc một chút, còn chuyện khác thì sao?" Mục Trinh có chút lo lắng, nói, "Còn cân nhắc gì, lão phu có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự rời khỏi đây." Còn chuyện khác nói ra rất dài dòng, "Ta muốn Vân Thiếu gia nhập mục gia ta, thay mục gia đi tham gia một hồi võ quyết." "Võ quyết?" Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên cổ quái, nói, "Thực lực quý phái so sánh với bảy đại siêu cấp thế lực cũng không thua kém bao nhiêu, cao thủ hơn ta có một đống, vì sao?" Mục Trinh có chút lúng túng nói, đây là một hồi tranh đấu nội bộ ẩn thế tông môn chúng ta, phải là cường giả trẻ tuổi 30 tuổi trở xuống mới được, tuy rằng Mục Phong Hoa bổn môn thực lực không dưới ngươi. Khục khục, nhưng lão phu cảm giác vẫn hơi kém một chút kinh nghiệm. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ ra, loại tỷ thí này của bọn hắn không khác lắm với thuật võ song quyết của Thương Minh, tất nhiên cũng liên quan đến tranh giành lợi ích. Xem ra những ẩn thế tông môn này cũng không phải thanh tâm quả dục, an phận như vậy. Nếu là tông môn chi tranh, nhất định phải là người mục gia ngươi, Lý Vân Tiêu hỏi. Mục Trinh khẽ cười nói, cái này đơn giản, tất cả nữ tử mục gia vừa độ tuổi mặc ngươi lựa chọn, chọn một cũng tốt, mấy người cũng tốt. tóm lại cứ tới ở rể, lại để gia chủ đại nhân ban thưởng ngươi họ mục, chẳng phải giải quyết vấn đề rồi sao? Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến nói, như vậy nha, tại hạ cũng đúng lúc có chút ít phiền toái. nếu mục trinh đại nhân có thể giúp ta giải quyết, hai việc này không thành vấn đề. a, à, phiền toái gì? mục trinh thoáng mở mắt ra, chớp động lên tinh quang. Lý Vân Tiêu nói ta không cẩn thận kết thù với bắc minh huyền cung và thành hồng nguyệt ý định trả thù hai môn phái này một phen khiến bọn hắn biết rõ hạ sự lợi hại của ta chỉ cần mục gia chịu giúp ta vậy hai chuyện kia không thành vấn đề cái gì trả thù bắc minh huyền cung và thành hồng nguyệt gương mặt mục trinh run rẩy kịch liệt thoáng một phát ho khan nói khục khục cái này chuyện võ quyết cuối cùng còn chưa định đoạt đợi sau khi xác định cần vân thiếu trợ ta lại hiệp thương với vân thiếu lý vân tiêu nói sao thế đường đường mục gia không phải là sợ thành hồng nguyệt và bắc minh huyền cung đấy chứ sao lại thế được mục trinh lúc này nghiêm mặt nói chỉ cần mục gia thực muốn đối phó bọn hắn bọn hắn cũng chỉ có nước cầu xin tha thứ chỉ là mục gia không phải một mình ta định đoạt đợi ta trở về bẩm báo gia chủ lại lần nữa báo cho vân thiếu lý vân tiêu âm thầm bật cười nói thì ra là thế chuyện tại hạ ở rể cũng không làm chủ được phải trở về báo cáo cha mẹ mới được đến lúc đó lại nói cho đại nhân hay mục trinh nhìn qua thoáng cái không biết nên nói gì cho phải vân thiếu trước tiên có thể đáp ứng chuyện võ quyết chỉ cần có thể thủ thắng gia chủ đại nhân một khi cao hứng nói không chừng sẽ giúp ngươi đối phó thành hồng nguyệt và bắc minh huyền cùng đấy kỳ thật chỉ cần chuyện vân thiếu ở rể mục gia được truyền đi hai thế lực lớn này dĩ nhiên sẽ không dám chọc đến ngươi nữa